Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Vả Mô-se chăn bầy chiên cho Giê-trô, ông gia mình, là thầy tế lễ tại xứ Ma-đi-an, dẫn bầy chiên qua phía bên kia đồng vắng đến núi của Đức Chúa Trời là núi Hô-rép. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng người trong ngọn lửa giữa bụi gai kia. Người nhìn thấy cả bụi gai đang cháy nhưng không hề tàn. Mô-se bèn nói rằng: "Ta hãy tẻ bước lại đặng xem sự lạ lớn này, vì cớ sao bụi gai chẳng tàn chút nào." Đức Giê-hô-va thấy người tẻ bước lại xem. Đức Chúa Trời bèn ở giữa bụi gai gọi rằng: "Hỡi Mô-se, hỡi Mô-se." Người thưa rằng: "Có tôi đây." Đức Chúa Trời phán rằng: "Chớ lại gần chốn này, hãy cổi dài ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh." Rồi Ngài lại nói: "Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Mô-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaoh để dắt dân ta là dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô." Mô-se bèn thưa rằng: "Tôi là ai, dám đi đến Pharaoh đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ê-díp-tô?" Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này." Mô-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Này, tôi sẽ đi đến dân Israel nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao?" Đức Chúa Trời phán rằng: "Ta là đấng tự hữu hằng hữu." Rồi Ngài lại rằng: "Hãy nói cho dân Israel như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi." Đức Chúa Trời lại phán cùng Mô-se rằng: "Ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Hãy đi, hội hiệp các trưởng lão Israel mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô, nên ta đã phán rằng: Ta sẽ rút các ngươi ra khỏi cảnh khổ tại xứ Ê-díp-tô, đặng đem lên xứ của dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Pheresit, dân Hevit và dân Jebusit, tức là một xứ đượm sữa và mật. Dân sự sẽ vâng theo lời ngươi. Vậy, ngươi và các trưởng lão Israel hãy đi ý kiến vua xứ Ê-díp-tô mà tâu rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã hiện ra cùng chúng tôi. Vậy bây giờ, xin để cho chúng tôi đi đến nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng của lễ cho Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi. Và ta biết rằng, dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi. Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó. Sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. ta sẽ làm cho dân này được ơn trước mắt người Ê-díp-tô. Vậy, khi nào các ngươi ra đi thì sẽ chẳng đi ra tay không, nhưng mỗi người đàn bà sẽ hỏi xin người nữ lân cận cùng kẻ ở tạm nhà mình những đồ bằng vàng, bằng bạc và quần áo, mặc lấy cho con trai con gái mình. Các ngươi sẽ lột trần dân Ê-díp-tô là như vậy. Chương 4. Mô-se thưa rằng: Nhưng dân đó sẽ chẳng tin và chẳng vâng lời tôi, vì sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va chẳng có hiện ra cùng ngươi đâu. Đức Giê-hô-va phán rằng: Trong tay ngươi cầm vật chi? Thưa rằng: Một cây gậy. Phán rằng: Hãy ném xuống đất đi. Người bèn ném xuống đất, gậy hóa ra một con rắn. Mô-se chạy trốn nó. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Mô-se rằng: Hãy giơ tay ngươi ra nắm đuôi nó. Người giơ tay ra nắm thì nó hờn lại cây gậy trong tay. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ấy để cho chúng nó tin rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp đã hiện ra cùng ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng. Ngươi liền đặt vào rồi lấy ra. Này, tay người nổi phung trắng như tuyết. Đoạn Ngài phán rằng: Hãy đặt tay ngươi vào lòng lại. Người bèn đặt vào rồi lấy ra. Kìa, tay trở lại như thịt mình. Lại phán: Nếu khi nào dân đó chẳng tin ngươi và chẳng vâng theo tiếng của dấu thứ nhất, thì sẽ tin theo tiếng của dấu thứ nhì. Vả lại, nếu dân chẳng tin cả hai dấu này và không vâng theo lời ngươi, thì hãy lấy nước dưới sông mà làm tràn ngập trên mặt đất. Nước mà ngươi đã lấy dưới sông lên đó sẽ thành máu trên mặt đất vậy. Mô-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ôi lạy Chúa, từ hôm qua hôm kia, hay là từ lúc Chúa phán dạy kẻ tôi tớ Chúa, tôi vẫn chẳng phải một tay nói giỏi, vì miệng và lưỡi tôi hay ngập ngừng. Đức Giê-hô-va bèn phán rằng: Ai tạo miệng loài người ra? Hay là ai đã làm câm, làm điếc, làm sáng, làm mờ? Có phải ta là Đức Giê-hô-va chăng? Vậy bây giờ hãy đi, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và dạy ngươi những lời phải nói. Mô-se thưa rằng: Ôi lạy Chúa, Chúa muốn sai ai đi thì sai. Đức Giê-hô-va bèn nổi giận cùng Mô-se mà phán rằng: Có phải A-rôn, người Lê-vi là anh ngươi chăng? Ta biết người đó có tài nói giỏi, và kìa, người đang đi đến đón ngươi kia. Khi thấy ngươi, chắc sẽ vui mừng trong lòng. Vậy, ngươi hãy nói cùng người và sắp để những lời trong miệng người. Khi hai ngươi nói, ta sẽ ở cùng miệng ngươi và miệng anh ngươi, dạy các ngươi những điều gì phải làm. Ấy là người đó sẽ nói cùng dân sự thế cho ngươi, dùng làm miệng ngươi, còn ngươi sẽ dường như Đức Chúa Trời cho người vậy. Ngươi hãy cầm lấy gậy này nơi tay để dùng làm các dấu lạ. Mô-se bèn đi, trở về Giê-trô, ông gia mình mà thưa rằng: Xin cha hãy cho tôi trở về nơi anh em tôi tại xứ Ê-díp-tô, đặng thăm thử họ còn sống chăng. Giê-trô bèn nói cùng Mô-se rằng: Con hãy đi bình yên. Và Đức Giê-hô-va có phán cùng Mô-se tại Ma-đi-an rằng: Hãy trở về xứ Ê-díp-tô, vì mấy người tìm giết ngươi đã chết hết rồi. Mô-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa, trở về xứ Ê-díp-tô. Người cũng cầm cây gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-se rằng: Khi trở về xứ Ê-díp-tô, hãy cẩn thận về các dấu lạ của ta đã giao nơi tay ngươi mà làm trước mặt Pharaon. Nhưng ta sẽ khiến người cứng lòng, chẳng cho dân sự đi. Vậy, ngươi phải tâu cùng Pharaon rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Vả đang khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Mô-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Mô-se mà nói rằng: Thật, chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Nàng bèn nói rằng: Huyết lang là vì cớ phép cắt bì. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: Hãy đi đến đồng vắng đón rước Môi-se. A-rôn bèn đi gặp Môi-se tại núi của Đức Chúa Trời và hôn người. Môi-se thuật lại cho A-rôn mọi lời của Đức Giê-hô-va sai mình truyền và các dấu lạ mà Ngài đã dạy mình làm. Vậy Môi-se đi cùng A-rôn, nhóm lại các trưởng lão dân Israel. A-rôn bèn thuật hết các lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se và làm những dấu lạ trước mặt dân sự. Chúng bèn tin, hiểu rằng Đức Giê-hô-va đã thăm viếng dân Israel và thấy điều cực khổ của mình. Chúng bèn cúi đầu và thờ lại. Chương 5. Kế sau, Môi-se và A-rôn đến tâu cùng Pharaon rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel có phán như vậy: Hãy cho dân ta đi, đặng nó giữ một lễ cho ta tại đồng vắng. Nhưng Pharaon đáp rằng: Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Trẫm chẳng biết Giê-hô-va nào hết, cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Môi-se và A-rôn tâu rằng: Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ đã đến cùng chúng tôi. Xin hãy cho phép chúng tôi đi vào nơi đồng vắng cách chừng 3 ngày đường, đặng dâng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, kẻo Ngài khiến bệnh dịch hay việc gươm dao hành chúng tôi chăng? Vua xứ Ê-díp-tô phán rằng: Hỡi Môi-se và A-rôn, sao các ngươi xui cho dân chúng bỏ công việc như vậy? Hãy đi làm công việc mình đi. Pharaon lại phán rằng: Kìa, dân sự trong xứ bây giờ đông đúc quá, hai ngươi làm cho chúng nó phải nghỉ việc ư? Trong ngày đó, Pharaon truyền lệnh cho các đốc dịch và phái viên rằng: Các ngươi đừng phát rơm cho dân sự làm gạch như lúc trước nữa, chúng nó phải tự đi kiếm góp lấy. Nhưng các ngươi hãy hạn số gạch y như cũ, chớ trừ bớt chi cả, vì họ biếng nhác lấy cớ mà đồng kêu lên rằng: Hè đi dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy gán công việc nặng cho chúng nó, hầu cho chúng nó mắc công việc, chẳng siêu về lời giả dối nữa. Các đốc dịch và phái viên bèn ra nói cùng dân chúng rằng: Pharaon có phán như vậy: Ta chẳng cho các ngươi rơm nữa, hãy tự đi kiếm lấy rơm ở đâu thì đi. Xong chẳng trừ bớt công việc các ngươi chút nào. Bây giờ dân chúng bèn đi rải khắp xứ Ê-díp-tô, đặng góp gốc rạ thế cho rơm. Các đốc dịch lại hối rằng: Hãy làm cho xong phần việc các ngươi y số định, ngày nào cho rồi ngày nấy, cũng như khi có phát rơm. Những phái viên trong vòng dân Israel mà các đốc dịch của Pharaon đã lập lên trên dân đó bị đánh và quở rằng: Sao hôm qua và ngày nay các ngươi chẳng làm xong phần định về việc mình làm gạch y như trước? Các phái viên của dân Israel bèn đến kêu cùng Pharaon rằng: Sao bệ hạ đãi kẻ tôi tớ như vậy? Người ta chẳng phát rơm cho, lại cứ biểu chúng tôi rằng hãy làm gạch đi. Này, tôi tớ của bệ hạ đây bị đòn, lỗi tại dân của bệ hạ. Nhưng vua đáp rằng: Các ngươi là đồ biếng nhác. Bởi cớ đó nên nói cùng nhau rằng: Hè đi tế Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ cứ đi làm việc đi, người ta chẳng phát rơm cho đâu, nhưng các ngươi phải nộp gạch cho đủ số. Vậy các phái viên của dân Israel lấy làm bối rối, vì người ta có nói cùng mình rằng: Các ngươi chẳng được trừ số gạch đã định cho mình ngày nào rồi ngày nấy. Khi lui ra khỏi Pharaon thì họ gặp Môi-se và A-rôn đợi tại đó, bèn nói rằng: Hai ngươi đã làm cho chúng tôi ra mùi hôi hám trước mặt Pharaon và quần thần, mà trao thanh gươm vào tay họ đặng giết chúng tôi. Cầu xin Đức Giê-hô-va xem xét và xử đoán hai ngươi. Môi-se bèn trở về cùng Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Lạy Chúa, sao Chúa đã làm hại cho dân sự này? Chúa sai tôi đến mà chi? Từ khi tôi đi ý kiến Pharaon đặng nhân danh Chúa mà nói, thì người lại ngược đãi dân này, và Chúa chẳng giải cứu dân của Chúa. Chương 8. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại, nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng: Abba, Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Xong, nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày, họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chương 9. Tôi nói thật trong đấng Christ, tôi không nói dối. Lương tâm tôi làm chứng cho tôi bởi Đức Thánh Linh. Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn, bởi tôi ước ao có thể chính mình bị dứt bỏ, lìa khỏi đấng Christ, vì anh em bà con tôi theo phần xác, tức là dân Israel, là dân được những sự làm con nuôi, sự vinh hiển, lời giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa, là dân sinh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác, bởi dân ấy sinh ra đấng Christ, là đấng trên hết mọi sự, tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Ấy chẳng phải lời Đức Chúa Trời là vô ích, vì những kẻ bởi Israel sinh hạ chẳng phải vì đó mà hết thảy đều là người Israel, cũng không phải vì là dòng dõi của Abraham thì hết thảy đều là con cái người. Nhưng có chép rằng ấy là bởi Isaac mà ngươi sẽ có một dòng dõi gọi theo tên ngươi, nghĩa là chẳng phải con cái thuộc về xác thịt là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái thuộc về lời hứa thì được kể là dòng dõi Abraham vậy. Và lời này thật là một lời hứa. Cũng kỳ này ta sẽ lại đến, Sarah sẽ có một con trai. Nào những thế thôi, về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy. Vì khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai con rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ. Như có chép rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh Thánh cũng có phán cùng Pharaon rằng này là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất. Như vậy Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm. Vậy thì ngươi sẽ hỏi ta rằng sao Ngài còn quở trách? Vì có ai chống lại ý muốn Ngài được chăng? Nhưng hỡi người, ngươi là ai mà dám cãi lại cùng Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắng nên mình rằng sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao? Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền phép Ngài, đã lấy lòng khoan nhẫn lớn, chịu những bình đáng giận sẵn cho sự hư mất, để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư? Đó, tôi nói về chúng ta là kẻ Ngài đã gọi, chẳng những từ trong người Giu-đa mà cũng từ trong dân ngoại nữa. Như Ngài phán trong sách Ô-sê rằng ta sẽ gọi kẻ chẳng phải dân ta là dân ta, kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. Lại xảy ra trong nơi Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta đâu. Cũng tại nơi đó, họ sẽ được xưng là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Còn Ê-sai nói về dân Israel mà kêu lên rằng, dầu số con cái Israel như cát dưới biển, chỉ một phần sót lại sẽ được cứu mà thôi, vì Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời Ngài cách trọn vẹn và vội vàng trên đất. Lại như Ê-sai đã nói tiên tri rằng, nếu Chúa vạn quân chẳng để lại một cái mầm của dòng giống chúng ta, thì chúng ta đã trở nên như thành Sodom và giống như thành Gomorrah vậy. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Những dân ngoại chẳng tìm sự công bình thì đã được sự công bình, nhưng là sự công bình đến bởi đức tin. Còn như dân Israel tìm luật pháp của sự công bình thì không đạt đến luật pháp ấy. Tại sao? Tại họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Họ đã vấp phải hòn đá ngăn trở, như có chép rằng, này, ta để tại Si-ôn một hòn đá ngăn trở, tức là hòn đá lớn làm cho vấp ngã. Hễ ai tin đến thì khỏi bị hổ thẹn. Thi-thiên thứ 2. Nhân sao các ngoại bang náo loạn và những dân tộc toan mưu trước hư không? Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau nghịch Đức Giê-hô-va và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài mà rằng, chúng ta hãy bẻ loài tối của hai người và quăng xa ta xiềng xích của họ. Đấng ngự trên trời sẽ cười, Chúa sẽ nhạo báng chúng nó. Bây giờ Ngài sẽ nổi thịnh nộ phán cùng chúng nó, dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó mà rằng, dầu vậy ta đã lập vua ta trên Si-ôn là núi thánh ta. Ta sẽ giảng ra mạng lệnh. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, ngươi là con ta, ngày nay ta đã sinh ngươi. Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho con các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó. Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm. Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ và mừng rỡ cách run rẩy. Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thịnh nộ người hồng nổi lên. Phàm kẻ nào nương náu mình nơi người, có phước thay. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet, cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.